Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin tức mới. Và sau đây, chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Cuộc sống của Phùng Ngọc Huy tại Mỹ sau khi đoàn tụ với con gái. Phùng Ngọc Huy là một trong những nghệ sĩ Việt quyết định sang Mỹ định cư, làm lại từ đầu khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Sau 8 năm sinh sống tại nơi đất khách quê người, anh đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả trên con đường lập nghiệp từ một ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam tên tuổi. Hình ảnh xuất hiện dày đặc trên các tấm áp phích, sự kiện, luôn đi ô tô. Phùng Ngọc Huy khiến bao người bất ngờ khi qua Mỹ Anh đã phải trải qua cuộc sống vất vả mưu sinh. Đi xe đạp đến tê cống trong mùa đông khắc nghiệt. Khi nghĩ lại những nỗi khó khăn trong thời gian đầu lập nghiệp, Phùng Ngọc Huy bồi hồi chia sẻ tại chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Qua đây, em sốc tới nỗi không dám co Facebook. Tại vì coi Facebook sẽ thấy mọi người đang hoạt động nghệ thuật, còn mình ở đây làm lại từ đầu. Thời gian đầu em đi bán mỹ phẩm, không có biết chạy xe nên đi xe đạp, từ chỗ thuê phòng ở ra chỗ làm là 15 đến 20 phút. Vào mùa đông, em cứ chạy 5 phút là dừng lại, trà hai tay vào nhau cho ấm lại. Sau 8 năm định cư tại Mỹ, nam ca sĩ đã có cuộc sống ổn định. Anh bán hàng online với gần 200 món ăn vặt, tham gia sự kiện âm nhạc đủ để trang trải chi tiêu hàng ngày. Phùng Ngọc Huy đặt mục tiêu tích góp đủ tiền để đoàn tụ cùng con gái bé La Vi. Anh chia sẻ, hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn La Vi ở Mỹ, nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hàng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó thời điểm hiện tại dịch bệnh đã được kiểm soát khán giả không ngừng tò mò chờ đợi khoảng thời gian phùng ngọc huy trở về việt nam đón con gái đầu lòng sang mỹ định cư khi anh đã hoàn tất xong thủ tục không chỉ cố gắng cho con cuộc sống ổn định nam ca sĩ còn đặt mục tiêu sẽ kết hôn với người phải yêu thương bé la vi sau khi diễn viên mai phương qua đời người nuôi dưỡng bé la vi con gái duy nhất của cô và phùng ngọc huy nhận được sự quan tâm của cộng đồng một số người cho rằng con gái của nữ diễn viên những thiên thần áo trắng sẽ được ông bà ngoại nuôi dưỡng sau khi mẹ bé qua đời một số ý kiến cho rằng phùng ngọc huy sẽ nuôi dưỡng con người khác lại nhận định cô bé sẽ được những người bạn thân của mai phương chăm sóc trước những ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng Ca sĩ Quách Tuấn Du đồng nghiệp quen biết với cô diễn viên Mai Phương nhiều năm chia sẻ với báo Dân Việt rằng Phùng Ngọc Huy đang muốn làm điều tốt nhất cho bé La Vi thay Mai Phương. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Huy cũng đang chờ để xin giấy tờ về lại Việt Nam để lo thủ tục hoặc xin quyền nuôi dưỡng bé ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ, đề cập đến sự quan tâm của Phùng Ngọc Huy dành cho con gái và Mai Phương trước đây. Ca sĩ Quách Tuấn Du xin không chia sẻ thêm về điều này. Nếu chia sẻ sâu về cuộc sống riêng của Huy và Mai thì nhiều người sẽ cho rằng tôi đu chen, chỉ trích. Vì trước đó, Huy cũng nhận không ít những bình luận tiêu cực từ một bộ phận cư dân mạng khi Phương qua đời, nam ca sĩ cho hay. Trước đó, Ca sĩ Quách Tuấn Du bật khóc chia sẻ về cảm xúc của Phùng Ngọc Huy trong đoạn livestream trên trang cá nhân của anh với khán giả ngay sau khi biết tin diễn viên Mai Phương qua đời. Ca sĩ Quách Tuấn Du cho biết, Phùng Ngọc Huy là một đứa tôi chơi cũng rất thân, bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối lắm. Mấy năm nay Huy cũng chịu đả kích rất nhiều về câu chuyện tình của hai vợ chồng, chỉ một số ít người hiểu thôi khi mai phương bị bệnh và những lúc thế này huy cũng muốn về việt nam nhưng không về được sẽ đau lắm tôi là huy có lẽ sẽ rất đau và không chịu nổi cảnh này dẫu sao cả huy và phương cũng từng là vợ chồng chung chăn gối nhất là thời điểm dịch bệnh một đám tang lúc này sẽ rất lạnh lẽo người nghệ sĩ khi nằm xuống có lẽ rất muốn được nhiều nghệ sĩ bên cạnh những người bạn đồng nghiệp viếng thăm tôi sẽ tìm cách đến thắp nhang cho em gái ngoài ra Ca sĩ Quách Tuấn Du cũng chia sẻ thêm, Huy sống rất ôn hòa, dễ thương với đồng nghiệp. Mai Phương với Huy thì tôi thân với Huy nhiều hơn nhưng chuyện gia đình hai em tôi không muốn nói và nói ra thì mọi người sẽ nghĩ là bênh vực cho Huy. Huy cũng nhiều nỗi khổ, không ai biết. Mọi người nên hiểu, ai cũng có những nỗi niềm riêng, không thể nói ra được. Nhiều lần em ấy nuốt nước mắt vào trong.